Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là video thứ hai trong ngày, ngày 15 tháng 6, video số 104 của em ạ. À. 104 các anh nhé. Thì video này em sẽ lên lô máy là lô máy tổng hợp cho các anh để đa dạng cho các anh thoải mái lựa chọn. Thì đây thì em xin giới thiệu sơ ạ. À. Thì đây thì hôm nay thì em sẽ lên một cái lưỡi câu nhé, lưỡi câu cho các anh. Đây, dạng công rất là đẹp của Japan các anh nhé, Nhật Bản cho mình. Đây, lưỡi câu. Gold bên đây thì có hai con máy bè là tay trái phải đều được nhá tay trái phải đều được và đây là sẽ là những dòng máy đứng đây những dòng máy đứng Kodia China đều có cả nhé ở đây Bangladesh cũng có luôn bên trên thì có những con máy size to hơn size tám nghìn tám mươi nghìn cho mình nhé và hôm nay thì sẽ có là con Viking chắc là mới cả nhé, chắc là mới con máy câu biển đây và hai con Viking này hai con Viking bên kia nhá và đây là sẽ có là những con máy tròn cho các anh lưu lóc và con máy cho các anh dít biển nhá câu dít biển cho em dít biển có thắng để mình lưu luôn có cái xả cước để mình lưu lóc luôn nhá ở bên trên thì sẽ có là hai con máy hai con máy cao cấp của china jolo nhá đây. cái hãng YOLO. trên là thì sẽ có là cái lưỡi cái cái lưỡi và cái cán để cho mình đi gạt mấy cái bèo các anh dùng đi dạy hay là đi đâu đi câu cá để mình gạt mấy cái bèo để mình câu đều được các anh nhá của nhật bản ạ à. cái lưỡi đó thì của nhật bản các anh nhá anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình số điện thoại của em là 0356776692 ạ à. giá bên em vẫn vậy chưa bao gồm phí ship phí ship là mỗi máy 30 k các anh nhá còn cái cây cán kia với cái lưỡi thì em em ship cái cán là 40 k các anh nhá em đóng ống nước em ship cho các anh ạ em ship có toàn quốc các anh nhá anh nào thấy video hay bổ ích ủng hộ em một like và một lượt đăng ký đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo của em nhé em sẽ lên những sản phẩm độc lạ cho các anh chim gừng hoặc là các anh mua về sử dụng các anh nhé em xin phép lên sản phẩm đầu tiên đầu tiên là con cái lưỡi nhé cái lưỡi câu đây cái lưỡi câu ạ lưỡi câu cá này là dùng cho chúng ta săn hàng và làm thẻo câu cá tra các anh nhé đây lưỡi câu này là số 14 cho mình thì ở đây thì em xin phép em đo cho các anh luôn đây nó có dạng dạng cái vòng đây đây dạng lép bên này nhé các nhé đây cái phần này là phần dạng lép nha. đây cái đuôi nó đây cái đuôi nó là đuôi lép các nha. rồi em xin phép đo em đo cái đuôi lép trước ạ à. cái đo cái, cái cái đuôi để mình cột cước nha. đây không phẩy hai các nhé không phẩy một đây không phẩy một cho mình nhé rồi cái dạng lép bên dưới nha. đây em đo đây nó là 0,3 3 các 0.3 các nhá. Và cái phần đầu của nó là 0.8 nha. Đây 0.8 ạ, à. đây. Nó rất là nhọn nha. Đây em mời các anh xem. Và đổi dài để em đo em đo chính xác để cho các anh dễ nhận dạng các anh nhá. 24.7 nhé các anh nhé. Đây, tầm này là gần 25 cho mình. Chiều ngang này nhé. Ở đây là 10, 13 nhé. 13 đi. Thì lưỡi này là sẽ có là một mã. Đây, mã này thì em sẽ có là 10 nhé. 10 mã này. Anh nào đặt sớm thì mình chốt được sớm các anh nhé. Mình mua được sớm ạ. À. Thì mỗi vị, mỗi vị của nó sẽ có 8 lưỡi cho mình. Ở đây thì sẽ có là 10, bị, 10 vị ra nhá 10 vị cho mình là tổng cộng là 80 chiếc lưỡi nhá 80 chiếc lưỡi gold này của Japan ban các anh nhá các anh săn Trăng hàng làm theo câu cá tra đều được số số lưỡi này là số 14 nha lưỡi này là có số 14 các anh nhá có số 14 cho mình mã số là mã số 0 giá là 150k bao ship cho mình nhá hôm nay em sẽ bao ship cái lưỡi này cho mình thì em sẽ lấy em lấy mấy cái túi này là bởi vì nó về là nguyên một nguyên một một bao một hộp cho mình cho nên em, em, em lựa ra em bán cho các anh nhé, Mã số không giá là 150k bao ship. À. Tiếp theo là đến máy. Đây máy nha. Máy câu bè. Máy câu bè này. Các anh câu tôm cũng được các anh nhá Câu này. con này nhá, Dạng tròn. Đây. Kim loại nhá, chất liệu là làm bằng kim loại cho mình. Thì đây nó sẽ có chế độ đây. Một chiều chốt chặn cho mình. Một chiều chốt chặn là bên tay phải các anh nhá, Đây. Em quay bên tay phải cho ở đây thì sẽ là xả cước cho mình. Xả cước quay hai chiều đều được nha. Bên này, bên này sẽ là chiều bên trái các anh nhé, chiều tay bên trái cho mình. Đây, chiều tay bên trái nha, đây em quay tay bên trái nó sẽ có chốt chặn đây. Đây. Là mình đổi ngược lại là mình sẽ dùng được bên trái các anh nhé. Đây, bên phải là chốt chặn này. Quay quay ngược lại là bên trái đây. Đây, con này rất đa dụng các anh nhé. Có núm sụp bun cho mình luôn con này thì có mã số là mã số 1 thì em quên đánh mã em xin phép đánh mã nha các anh nha mã số 1 giá của nó là 90k đây mã số 1 giá 90k tay trái phải đều được con tiếp theo con này thì chỉ có tay bên phải thôi nhé con này dây bên phải thôi đây một chiều chốt chặn đây có tiếng kêu nhé một chiều của nó là sẽ có tiếng kêu con này là hãng Daiwa Super Kodonet ST10RL sai to hơn các nhé sai to hơn có lúc nãy là có tên là vx fit vx fit đây, size to các nhé hãng đây qua của mấy in ra ban hàng nội địa nhật bản nhá đây một chiều chốt chặn đây mấy câu bè đây là hai chiều hai chiều có tiếng kêu các nhé hai chiều cho mình đây và đây là hai chiều không có tiếng kêu nhá canh quay ngược lại để xài cước nhá. Rồi một triệu đây. Con này hàng nội địa Nhật Bản có mã số là mã số 2, giá của nó cũng vậy, 90k nhé. Mã số 2 giá 90k. Đây mời các anh xem. Con tiếp theo. Con này mấy câu bè, Ikada các anh nhé. Con này đổi tay trái phải đều được cả. À? Đây cái núm bên này các anh đổi tay qua đều được các anh nhé. Đây. Đây. một chiều chốt chặn đây các anh nhé. Đây là hai chiều ạ. Đây, em không có quay ngược lại, quay ngược lại sẽ rối dây các anh nhé. Đây thì nó sẽ có tiếng keo và tắt âm cho mình. Đây, tắt âm ra nhé. Đây. Còn cái nút này, nút này thì em không biết là nút sử dụng như nào. Đây, cái nút này. Đây. Anh nào biết thì mình dùng các anh nhé. Đây, đây sẽ có sạc cước cho mình nha. Đây. Cái thắng sạc cước cho mình. Bên đây thì sẽ có núm spoon nha. Đây, hai bon bồi đinh. Có cái khuyên. Uh, cái lậy đây, cái lậy để nhét dây cước nha. Đây, mình dùng xong mình nhét vào đây. Đây. Nó có ghi sẵn thông số cước là số 380, số 2 là 120, số 1.5 là 150 nha. Con này hàng nội địa Nhật Bản. Con này có mã số là mã số 3, giá của nó là 450k. Mã số 3 giá 450k ca nha, đội tay trái phải đều được. Mã số 4. Con này máy đứng. Của Kodia xuất Nhật các anh nha, của hãng Suzumi. Đây, hãng Suzumi, thân là carbon cối là có hợp kim. Power Spin 800. Đây lưỡi gà kêu rất to các anh nha, lưỡi gà kêu rất to ạ. À đẹp cước đây đẹp cước đây rất là nhạy luôn Lăng cước là màu nâu cho mình nhá màu nâu ạ à. đây em mời các anh xem Lăng cước kiểu màu nâu đen tối nhá ốc vít còn rất là sáng đẹp luôn các anh nhá tay quay đổi tay trái phải đều được ạ. À. đây tay cầm tay cầm là núm gỗ nhá ở đây thì em test thử hoạt động cho mọi người xem một chiều tốt trận à. đây hai chiều ạ à. Đây hoạt động rất là mượt các anh nhé. Số cước của nó là số 2 140, số 3 là 100, số 4 là 70 nhé. Con này chạy 3 bon vừa đinh cho mình. Đây, con này sai thật là 2.000 ạ, 000 các à. nhé. Con này 1 anh mua về câu lua, câu đơn, câu ao hồ đều rất ok nhé. Đây, con này có mã số là mã số 4, giá của nó là 250k. Mã số 4 giá 250k. Tiếp theo ạ. À. Con này là của Kodia xuất nhập Siêu xa EF30B Gatio có ghi sẵn là 4.3 ca nhé Đây Gatio ghi sẵn 4.3 uh, Thông suất cước của nó là số 1.5-180 Số 2 là 110 Số 3 là 75 Sai thực là sai thực 1 năm k nhé Đây lông cát cho mình Thì nó ra dây rất là nhanh nhé các anh nhé Ra dây rất là nhanh Dòng lông cát Kodia xuất nhật nhé Tay quay thì đổi tay trái phải đều được à đây mô biên sống đẹp rồi rất là tốt các anh nhé năng cước thì còn sáng đẹp luôn à. đây một chiều chút chặn đây em mời các anh xem hai chiều đây ạ à. đây mượt cho mình nhé các anh nhé tay quay đổi tay trái phải đều được em mời các anh xem ngoại hình của nó đây Con này mã số là mã số 5, giá của nó là 220k. Mã số 5 giá 220k nhé. Mã số 6 ạ. À. Con này là Tactic Enjoy cho mình. Của hãng Tactic Enjoy các anh nhé. Đây, Korea xuất nhật cho Nước sơn là sơn màu đỏ đô đây, màu đỏ đô đậm tới đây, đậm nhé. Đây. Số cước của nó là số 3 là 130, số 4 là 115, số 5 là 90 nhé. Thái thực của nó là 2000 đến 2005 ạ. À. Đây cái cước đây, mọi người xem. Cái cước tốt nhá, lăn cước sáng đẹp luôn. Hai bên đều rất là ok, cũng có bằng một phần sơ sức nhỏ. Đây. mô pin là mô pin sống ạ. À. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được nhé. Một chiều tốt chặn đây. Hai chiều đây ạ. À. hãng Tactic Enjoy size thực là 2000 đến 2005 nhé. Đây, ngoại hình tổng thể thì rơi tầm là 95%. Mã số là mã số 6, giá là 200k. Mã số 6 giá 200k. Em xin lên con tiếp theo ạ. À. Con này là của Kodia xuất nhập. Xkin VF40. Đây, Trái tiêu ghi sẵn là 3.8k nhé Số cước của nó là số 3 là 150. Số 4 là 100. Số 5 là 80. Sai thật của nó là 2.500 à. Đây. pin sống. Gạch cước đây ạ. À. Đây gạch cước tốt kia à nha. Lăng cước còn sáng đẹp cho mình luôn. Ốc vít bên đây còn sáng đẹp. Bên đây có chày. Chày nhỏ cho mình. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chặn nhé Đây hai chiều rồi ạ. À. Đây, quay rất là nhẹ các anh nha, quay rất là nhẹ. Đây ngoại hình của nó đây ạ. À. Ngoại hình thì rơi tầm là 90% nhé. Đây, hoạt động vẫn bình thường các anh nhé. Ốc vít thì còn sáng đây, màu nâu cho mình. Con này có mã số là mã số 7 ạ. À. Mã số 7 giá là 250k. Mã số 7 giá 250k cho con này nhé. Đây. Con tiếp theo mã số 8 con này cũng là Kodia xuất nhật à. Kodia xuất nhật các anh nhé Con này là King Spin GS100 Số cước là số 3 220 Số 4 là 165 Số 5 là 125 Đây Sai thực của nó là 3.000 3.000 đến 4.000 các anh nhé Ốc còn sáng luôn đây Kẹt cước đây ạ à. Đẹp cước còn tốt các anh nhé Lăng cước thì còn đẹp ạ Đây tay quay thì tay trái phải đều được một chiều chốt chặn hai chiều các anh nhé dòng Korea thì cái cối của nó đa phần là mũ nhá màu đen thì đa phần là mũ cho mình mô pin thì mô pin sống ạ à. đây con này thì ngoại hình của nó đưa tầm là 80 đến 85 phần trăm 80 phần trăm cho mình nhá ngoại hình thôi nhá các anh nhá mã số là mã số 8 giá là 220k Mã số 8 giá 220k. Mã số 9. Con này là. Mamiya. Con này là của Bangladesh các bạn nhé. Bangladesh. Mã số 9. Đây. Con này là của Bangladesh ạ. À. Mamiya Lancer. Blood XL800. Đây. Thông số cước đè. À. Số 2, 220. Số 3, 150. Số 4 là 100. Sai thực của nó là 3.000 các nhá. Sai thực 3.000 thăng carbon cối hợp kim. Rất là đẹp. Make in Bangladesh cho mình nhá. Đẹp cước đây ạ. À. cước tốt các à anh Lăng cước rất đẹp nha. Đây. Bên đây thì nó có chạy xước nhẹ cho mình. Xước nhỏ đây. Mô binh sóng. Lưỡi gà keo nhá. Keo tiếng nhỏ ra nhá. Tay quay thì đổi dây trái phải đều được ạ. À. Con này rất đẹp. Nước sơn là sơn màu bạc ca anh nhé một chiều chốt chẳng có thắng ABS à. đây đây quay rất mượt các anh nhé đây ngoại hình của nó đây mời các anh xem Mamiya hai bom bồi đinh nó chạy hai bom bồi đinh hai bạc đạn cho mình nhé đây sai thật ba nghìn con này có mã số là mã số 9 giá của nó là 350k. Mã số 9 giá 350k cao nhá. Đây rất là chắc chắn luôn. Con tiếp theo, con này là của China xuất nhập ạ. À. Con này thăng carbon cối là cối mụn nhá. Cối mụn cho mình. Chữ gà. Chữ gà không có tiếng kèo nhá. Mô bin mô sống có tiếng kèo nhá. Đây. Con này là phôi ni bay Bio 6 6000. Sai thực của nó là 6000 ạ. À. Đây, chạy một bom Berlin các anh nhé, chạy một bom Berlin. Số cước của nó là số 4 là 230, số 5 là 150, số 6 là 170. Sai thực 6000 ạ. À. Ratio ghi sẵn là 4.7 nhé. Cối là cối mụ, tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây, 1 triệu chốt chặn đây ạ. À. đây thì cái tay cầm thì của nó quay thì nó có tiếng kêu ở đây nó đít ở đây thì mình thêm dầu vô là ok các anh nhé thêm dầu vô là ok gạt cước đẹp đây là cước tốt nhá lăng cước thì nó hơi cụ cho mình Gạc cước hơi cụ. đây ngoại hình thì rất là đẹp nha con này có mã số là mã số 10 à. giá là 250k mã số 10 giá 250k các anh nhé con này thì cho các anh cầu lốc ok con tiếp theo con này mấy tròn nhá mấy tròn cho mình hãng đai qua si lên si hai mươi no hai à mấy tròn một chiều chốt chặn đây cước của nó có được còn đầy luôn ca nhá một chiều chốt chặn đây cái nút này lúc bật lên em không có biết là nó như nào ca nhá đây nó không biết nó sử dụng như nào nào biết sử dụng thì mình đặt nhá đây đây sẽ nó, nó sẽ có là hai chiều cho mình và một chiều chốt chặn cho mình nhé một chiều chốt chặn cho mình ạ à. đây em quay này em quay ngược lại nó vô rối dây một tí ở đây bên đây thì sẽ là tắt âm cho mình đây bật âm chứ có tiếng kêu các anh nhé có tiếng kêu ở đây sẽ là tắt âm không có tiếng kêu nha. nó có cái tiếng kêu khác đây tiếng kêu của cái máy gây uh, phát ra nhé đây ngoại hình nó đây mà các anh xem Con này thì mã số là mã số 11, giá của nó là 200k. Mã 11 giá 200k nhé. Đây, con này nội địa Nhật Bản ra nhé. Con tiếp theo, con này là của hãng Alpha Taker, Có tên là Pro Fighter BF 6000. Đây, con này là của Kodia xuất Nhật ra nhé. Kodia xuất Nhật ạ. Hàn Quốc nhé. Đây, hãng Alpha Taker có lúc xả cướp cho mình luôn đây đây quay đây nó có tiếng kêu bên trong này đây. đây tiếng kêu của máy ra nhá hoạt động văn rất bình thường ra nhá tại cước đây đây mà các anh xem nhé. ngoại hình của nó thì nó có chóc đây ở đây thì nó thiếu một con ốc ạ à. thiếu một con ốc nha rồi con này thì giá của nó là 220k mã số 12 giá 220k thôi con tiếp theo con này của hãng Daiwa Million mắt men 3h nấm côn của nó có số nha đây nó có thể nó có hiện số nha số cho mình bên đây thì màu đỏ vàng xanh rất đẹp tem đây có đây là hàng nội địa nhật bản các anh nhá đây tay quay đây một chiều chút chặn đây à. đây quay rất là mượt các anh nhá anh nào mua hàng về mà quay không được thì các anh quẩn cái nấm hai sao năm năm sao năm cánh cho em đây, cái sau năm cánh lại các anh sẽ quay được bên trong nhé đây xả cước đây đây xả cước đây nhé máy tròn à đây ngoại hình nó đây hoạt động vẫn bình thường rất là mượt các anh nhé đây vẫn rất mượt ốc vít thì còn đầy đủ à con này thì có mã số là mã số 13 giá là 650k Mã 13 giá 650k nhé. Đây, có mã code cho mình luôn. Mã 13 giá 650k. Mã 14 à. Con này cũng có mã code cho mình luôn. Con này của hãng Daiwa Million Man 6HM chạy 2 bon bờ dinh nhé. Đây. Quay đây. Mời các anh xem. Con này thì cái tay cầm của nó đang đang cứng đang cứng. Lấy lấy xong video em sẽ thêm dầu vô. Đây, nó đang cứng cả nha. Đây. Bên em thì cũng không có thời gian bảo dưỡng mấy con này. Thì hoạt động rất là bình thường thì em sẽ lên cho các anh nhé. Đây, xả cứng đây. đây em mời các anh xem tay quay của nó thì có uh, hơi cũ nha có oxy hóa nhẹ cho mình cái ốc này con ốc này các anh uh, đổi con ốc khác giúp em cũng được nha cái này là cái ốc của nó thôi các anh đổi con ốc giúp khác giúp em đây hãng Daiwa qua hàng là hàng nội địa nhật bản ra nhé mấy in ban cho mình đây con này có mã số là mã số 14 giá là 600 k mã 14 giá 600 k nhé con tiếp theo con này thì nó có nút cứ cước anh à, dứt biển rất ok đây. Có sẵn dây cước cho mình luôn. Cước này thì tầm là 3.5, 3.3.5 gì đó. 3 đến 4 nha. Đây, cước này dạng cước à, câu biển cho mình luôn nha. Cước cứng cho mình. Có xạ cước à, đây. Rất là mượt các anh nha. rất hoạt động rất là tốt luôn. Đây. Con này có nhược điểm ngoại hình thôi. Cái tay cầm, tay cầm mắt ốp nhé. Tay cầm mắc ốp cho mình. Hãng Daiwa. Daiwa. Đây. Đây. Nó mắc cái tên rồi. Con này là 300, 800 nhé. tám 800 cho mình. Đây, mời các anh xem. Make in là make in Thái Lan. Đây. Thái Lan nhé. MFS. Daiwa MFS con này thì nó có mã số là mã số 10, 15. Giá của nó là 500k. Mã 15 giá 500k nhé. Các anh lưu lóc, lưu dưới câu dít biển. Rất ok các anh nhé. Mã 15 giá 500k. Mã số 16 ạ. À. Con này Shimano. Shimano Zipper GT. Chạy bon bờ đinh. Đây tay cầm đấm gỗ coi nhé có sẵn cước trụ bia cho mình đây khoen thì còn còn sáng nhé đây hoạt động đây xả cước đây à. đây hoạt động vẫn bình thường các nhé hoạt động vẫn bình thường à. ngoại hình của nó đây mời các anh xem ngoại hình của con này thì rơi tầm là 75-80% phần trăm cho mình có chày ở đây đây mã số là mã số 16 giá của nó là 320k của hàng nội địa Nhật Bản inza ba nhé mã 16 giá 320k tiếp đó là một con máy đứng con này hợp kim nguyên khối máy nhôm cho mình nhé con này rất là đẹp luôn các anh nhé đây nhìn vào đập vào mắt là rất là đẹp rồi còn rất là mới cho mình luôn thì những con máy nhôm thì các anh mua khui hợp thì nó rất là mắc tiền nhé hãng bãi thì nó sẽ để tiền cho mình con này là của hãng Daiwa Spotlight ST800X nha đây số cước của nó là số 2 là 280 số 3 là 190 số 4 là 130 con này sai thật là 3.000 3.500 nhé 3.000 3.500 cho mình đây bên trên còn rất là đẹp luôn cơ đây đẹp cước đẹp đẹp cước còn tốt luôn nhé là cước thì sáng đẹp luôn Nói chung là ngoại hình của nó là rất là đẹp rồi mô bin sống đây cối hợp kim cho mình tay quay thì đổi tay trái phải đều được can nhé đây rất là đẹp một chiều chốt chặn đây hai chiều đây ạ à. đây con này thì để lâu nó hơi hơi xào quá nhé để lâu thì nó hơi có tiếng xào cho mình đây câu cá vẫn rất là bình thường luôn nhé còn rất là mới ạ à. đây mọi hình của nó thì như mới ca nhé như mới cho mình luôn Con này có mã số là mã số 17. Mã 17 giá là 550 570k. Hàng nội địa Nhật Bản các anh nhé. Mã 17 giá 570k. Đây rất đẹp. Tiếp theo là một con máy đứng của không vậy. Tiếp theo là một con máy biển các anh nhé. Máy biển. Máy biển size lớn à. đây. Size lớn các anh nha. Daiwa Doyoki L1. Con này là hàng nội địa Nhật Bản các anh nhé. Đây. Mã số 18. Có sẵn dây cước cho mình luôn. Đây, dây cước say to cho mình nhé. Hoạt động đây ạ. À. đây một chiều chốt chặn này nhé, đây là hai chiều đây, hai chiều quay ngược lại, nhé. quay ngược lại đều được, đây là xả cước cho mình nhé, đây, máy biển này xe rất to ca nhé, đằng đây em sẽ căng trọng lượng của nó cho mọi người xem luôn, thì con này nó có dính bụi nó để lâu rồi nó có dính bụi. Rồi. Con này có mã số là mã số 18 giá là 400k. Trọng lượng của nó là 877 g các anh nhé. 877 g ạ. À. Nước sơn này sơn màu nâu ạ. À. 877 g nhé. Hàng đây qua. Mã số 18 giá 400k. Tiếp đến là một con Viking. Đây. Còn rất mới các anh nhé. Đây. Viking của mình đây. Còn rất là mới. Bu khuy hợp. Rất là mắc tiền các anh nhé con Viking, đây Viking máy chọn cho mình, quay rất là mượt cả, đây, đây, tắt âm cho mình, một chiều chút chặn, bạc âm, một chiều chút chặn, đây nó có dính dây các anh đợi một tí nhé, đã rồi, quay rất mượt ra nhé, đây là hai chiều cho mình. Rồi, một chiều chốt chặn nha. Em, em lấy cái tay nó to quá, em lấy cái tay em chặn nó lại nó nó khó quay một tí. Đây. Đây qua. Con này thì có ghi sẵn thông số cước là số 5 là vào được một 480, số 6 là vào được 400 m, số 7 là vào được 350 m, số 8 là vào được 300 m, số 10 là 240 m. Nha, đây, Bán kính của nó, cái đường kính của nó đây. Em đo cho các anh xem luôn. Đây, size to nhá. Đường kính là 87 nhá. 87 ạ. À. Thì trọng lượng của nó sẵn đem Em căng cho các anh xem luôn. Các anh đợi một tí ạ. À. Đây. Rất đẹp nhá. Viking GS80. Daiwa High Speed. Trọng lượng của nó là... 520 g 520 g Con này thì nó có mã số là mã số 10. 9. Mã 19 giá của nó là 470k. Đây, mã 19. Giá 470 nha các nhá. Mã 19 giá 470. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692 76692 ạ. À. Mã 20. Con này là của China xuất nhật nha. China xuất nhật. Thăng là carbon, cối là cối mũ. Đây lưỡi gà kêu rất là to. Gà cước đây ạ. À. Đây lăng cước còn rất là sáng đẹp luôn nha. Ốc quýt thì còn sáng đẹp cho mình luôn. Ốc quýt là ốc gold cho mình. Đây, giá tiêu ghi sẵn là 4.5 luôn ca nhá. Sai lớn mà radio cao. Số cước của nó là số 3 là 275. Số 4 là 195, 90. Số 5 là 135 à. Đây. Số cước đây nha. Con này thì sai thật là 6.000 nha. Con này máy to nhưng mà cái cái cối nó đựng cướp nhỏ nha. Đây. Cũng khá ok rồi. Sai thực của nó là 6.000 cho mình nha. Gần 6.000 cho mình. Đây, cái máy to lắm các anh nhá. Máy to máy này có bằng ngang cho mấy con máy 80.000 nha. một chiều chốt chặn con này thì dành cho các anh đánh lục đầu cần ok các anh nhá anh cầu lục đầu cần lôi cá rất là ok lội cá to ok các nhá đây ngoại hình của nó đây đây ngoại hình thì rơi tầm là 85% ở đây có chóc cho mình 80 85 90 đều được nha. Con này có mã số là mã số 20, giá của nó là 500k. Mã 20 giá 500k các anh nhé. Em sẽ cho các anh biết luôn. Là 620g, 620g cho con này nhé. Mã 20 giá 500k. Mã 21 à. Con này thì trọng lượng là 670 g. 670 g nhé. Mã 21. Con này cũng là China xuất nhập. Con này thân là carbon cối là cối hợp kim các anh nhé. Đây cối hợp kim. Spin Focus GK 6000. Số cước là số 7 là 300, số 8 là 260. Số 10 là 210 luôn các anh nhé. Đây, size thực size lớn size 8000 cho mình. Đây, size lớn các anh nhé. Size là size 8.000 đến 10.000 luôn các nhé. Con này. Có sẵn đầy đầy dây cước cho mình luôn nhé. Đầy dây cước. Lưỡi gà kêu đầm á. Đây kêu đầm. Một bên sống. Đầy cước đây. Rất là nhảy luôn các nhé. Rất là nhảy. Lăng cước thì màu vàng. Còn sáng bóng cho mình luôn nhé. Nó hơi bụi bọng bên trong. Các anh về vệ sinh giúp em. Đây. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được. Con này chạy hai bông bờ đinh nè. Đây. Tay cầm rất là đẹp các nhé. Đây. Tay cầm đây. Kiểu dáng đây dáng tay cầm nha một chiều chốt chặn con này có thắng abs nha đây đây nó dừng không có độ dơ nó nó dừng rất nhanh cao nhé tay quay đổi tay trái phải đều được à đây ngoại hình của nó đây có sơ xước nhé cụ một tí cho mình con này có mã số là mã số 21 giá là 550k mã 21 giá 550k ca nhé Tiếp đến là một con máy YOLO. Đây, máy YOLO China cao cấp cho mình nhé. Con này thì sai thực của nó là 4.000 cách nhé. BD 4.000, sai thực 4.000. Pro đình con này là YOLO nhé. China cao cấp còn như mới luôn các anh xem. Đây, đây còn như mới luôn nhé. Tay cầm rất là đẹp đây. Tay cầm kim loại đây. Rất là đẹp. tay quay thì đổi tay trái phải đều được nha các anh nha. anh nào muốn đổi tay thì cứ bảo em em sẽ đổi tay giúp các anh đây đổi tay thì rất là dễ dàng thôi giá tiêu có ghi sẵn là 5.1 đây lưỡi gà kêu nhá đặt cước đây lăn cước thì còn sáng đẹp con này nói chung còn như mới luôn rồi các anh nhá china xuất nhật à đây một chiều chốt chẳng có thắng abs nha size của nó là 4.000 nhá câu đa dạng các anh muốn câu kiểu gì cũng được nhá size 4.000 câu lưu thì rất là ok luôn các anh nha câu gì cũng được đây ngoại hình đây mà các xem rất đẹp con này thì nó có mã số là mã số 22 giá của nó là 400 k có thắng ABS đầy đủ ca nhé mã 22 giá 400 k tay cầm rất đẹp mã số 23 vẫn là nó nha YOLO các anh nhé con này thì sai thực là 5.000 sai thực 5.000 cho mình KTO ghi sẵn vẫn là 5.1 này YOLO nha cối là cối hợp kim rồi đây ngoại hình rất là đẹp tự gà keo gà cước đây hoạt động vẫn như nhau các anh nhé đây rất đẹp tay quay được tay trái phải đều được tay cầm hình tròn luôn đây kim đổi tròn luôn còn rất đẹp các anh nhé một chiều chốt chẳng có thắng ABS sai thực 5.000 can nhá con này sai thực 5.000 thì sai 4.000 anh câu lưu được sai thực 5.000 can câu uh, câu đơn câu ngâm câu bạc bại câu lăng xe đó đều ok các anh nhá đây con này có mã số là mã số 23 giá của nó là 450k mã 23 giá 450 nhá tiếp đến là một con máy câu ngang máy lưu câu ngang tay trái các nhé con này thì em để giá để lại cho các anh nè cho các anh sử dụng nha con này là của hãng Daiwa 100 SHL radio là 7.1 con này là của China xuất nhập nhé Daiwa China cho mình đây Adget đây con này nếu mà còn nguyên vậy thì bán 3 triệu mấy đến 4, 4 triệu ca nhé tay quay tay quay của nó anh nào mua có chế chế được cái tay quay khác thì các anh cứ chế còn không thì mình dùng một bên này vẫn chắc ok các anh nhé bên này vẫn còn đẹp đúng côn thì vẫn còn cho mình luôn đây xả cước đây đây này hoạt động vẫn bình thường các anh nhé. đây mấy câu luôn mấy ngang tay trái các anh nhé con này thì nó có mã số là mã số 24 à. Giá của nó là 1 triệu 2, 2 nhé. Mã số 24 giá 1 triệu 2. Đây. Tiếp theo em sẽ lên một cặp này. Cặp này thì em bán giá 500 cho các anh nhé. Đây. Thì em cũng không có thời gian bảo dưỡng nên em sẽ bán giá rẻ cho các anh. Con này cũng như con kia các anh nhá. Con kia thì còn mới em bán giá cao. Giá cao hơn. Con kia còn mới mà. Con này thì nó còn nó cũ cho mình có sẵn dây đây dây lụa dây cước dù bia e luôn nha dây cứng uh, câu biển luôn đây nút này thì nó bị cứng rồi các anh nhé anh nào biết bảo dưỡng thì mình cứ bảo dưỡng đây hai chiều vẫn còn nhá đây một chiều con này thì nó mắc uh, hai chiều rồi. mắc một chiều chốt chặn cho mình rồi anh nào biết bảo dưỡng thì mình bảo dưỡng nhá các anh nhé ở đây thì nó bị uh, oxy hóa cho mình bên này còn đẹp nhá viking con viking tròn đây, một con một con nhỏ cho mình, Viking 77 nhá, Viking 77. Cũng là hàng đai qua luôn. Đây, con này đây. Con này tay tay cầm, tay cầm bị cứng nha. Hoạt động đây, cho mọi người xem. Hai chiều, hai chiều vẫn còn nhé. Tắt âm, cái đó là nút tắt âm. Đây, nó mắc mắc cái một chiều chốt chặn được các anh nha. Em bán cặp này hai con này là giá 500k các anh nhé. Mã số của nó là mã số 25 giá 500k. Hai con các anh nhé, à, 25 giá 500k, hai con Viking. Cuối cùng là em xin phép lên cái lưỡi. Đây. Mã số 26 ạ. À. thì cái cặp này cặp này quặn vô được cho nhá, nhé vô được cho mình dùng cho các anh mang đi câu hay là mang đi đâu cũng được các anh nhé đây các anh đi dẹp mấy cái cây mấy cái bụi đồ cũng nổi đi nhật bản các anh nhá, cái lưỡi này cũng nổi đi nhật bản ạ à. thì cái cặp này cái cặp này với cái, cái lưỡi này với cái cán này một cặp là một cây này là giá là 300 trăm k nhá ba trăm k bên trên thì em có một cái lưỡi riêng cho mình một cái lưỡi riêng là giá 200k nhé em thì em chỉ có một cái cán này thôi thì cái cán này là nó rút ra được nó làm ngắn được các anh nhé các anh đợi một tí đây một cái ngắn đây một cái ngắn rồi nhé bên đây thì có một cái ngắn cho mình nữa. một cái phần dung cho mình nữa các anh đợi một tí nhé đây phần dung đây ạ à. đây các anh muốn ngắn con ngắn muốn dài có dài nhé đây để em đo cho các anh luôn Cái phần này là 40 xăng nha các anh nhé 40 xăng Cái cây dài Cái cây cản Là 60 xăng nha Tổng cộng là 1 mét cho mình Là 1 mét cho mình Đây gần 1 mét cho mình nha Thêm cái lưỡi vô Đây rất là hộp các anh nhé Đây Em tìm được cái cái cán này ghép với cái cây này thì rất là hợp. Đây, rất là hợp nha. Đây, cho các anh gạt bèo câu cá gạt bèo qua sang để dễ câu cũng được nha. Thì cái này là có mã số là mã số 26 giá là 300k cái cây này nha. Còn cái kia là mã số 37, hộp kia là mã số 37, giá là 200k nhá Vẫn là cái lưỡi này các anh nha. Em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo của em các anh nha. Em sẽ ra những uh, sản phẩm mà uh, đọc lạ để cho các anh chiêm ngưỡng và mua hàng nhé em xin cảm ơn tất cả các anh rất nhiều chúc các anh đi câu may mắn ạ à. xin chào tạm biệt